Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, người nổi tiếng vi phạm pháp luật và quy tắc ứng xử sẽ bị hạn chế trên truyền thông, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Báo cáo kết quả thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng sự phát triển quá nhanh của công nghệ trong khi công tác quản lý chưa theo kịp đã khiến không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Ý thức của người sử dụng còn hạn chế, nhiều người khi tham gia sử dụng mạng xã hội có suy nghĩ mạng xã hội là vô danh nên vô trách nhiệm. Họ dùng tài khoản ảo nặc danh để phát ngôn với suy nghĩ không sợ bị phát hiện, xử lý. Hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, đặc biệt là dịch vụ xuyên biên giới chưa đáp ứng sự phát triển của thực tiễn. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng nguồn lực cả về nhân sự lẫn phương tiện, công cụ của đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên không gian mạng còn mỏng về số lượng, chưa đáp ứng tình hình phát triển. Vì vậy, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng biện pháp hạn chế sự xuất hiện, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn của người nổi tiếng trên báo chí, mạng xã hội, nhất là trên Facebook, YouTube, TikTok khi họ vi phạm về pháp luật hoặc vi phạm quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Việc này để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ, góp phần ngăn chặn việc sản xuất nội dung nhảm nhí, phản cảm. Bên cạnh đó, Bộ cũng đẩy mạnh thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, lan tỏa thông tin khuyến khích thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống văn hóa, đạo đức, bảo tồn thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các lực lượng sẽ tăng cường phát hiện và xử lý thông tin vi phạm, chủ động rà soát phát hiện kịp thời nguồn phát tán, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới ngăn chặn, gỡ bỏ kênh, fanpage, group có nội dung nhảm nhí, giật gân, trái với thuần phong mỹ tục, siết chặt quản lý đối với những người làm video để kiếm tiền. Các nền tảng xuyên biên giới, đặc biệt là Google phải áp dụng rà quét, chặn lọc tự động quảng cáo trực tuyến vi phạm trên các nền tảng do họ cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam, thay vì gỡ thụ động như trước đây. Trong 9 tháng đầu năm, Facebook chặn gỡ 510 tài khoản, trang và 35 hội nhóm giả mạo, 6.725 bài viết, 78 tài khoản quảng cáo cơ bản. TikTok đã chặn và gỡ bỏ 613 nội dung vi phạm. Các nền tảng xuyên biên giới đã thực hiện nghĩa vụ thuế với gần 3.500 tỷ đồng năm 2022 và 6.800 tỷ đồng năm 2023. Thông tin và truyền thông là một trong 4 nhóm vấn đề đang được xin ý kiến đại biểu để làm căn cứ chốt lĩnh vực chất vấn tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 đang diễn ra. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu được chọn, sẽ giải đáp việc nâng cao chất lượng hoạt động của ngành báo chí trong giai đoạn bùng nổ về truyền thông trên mạng xã hội. Vai trò của báo chí cách mạng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông. Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bổ sung quy định về hoạt động quảng cáo của cá nhân sử dụng mạng xã hội có 500.000 người theo dõi, đăng ký. Theo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quảng cáo đang được lấy ý kiến. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bổ sung quy định về hoạt động của người truyền tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng. Theo đó, người truyền tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng là chuyên gia, người có uy tín, người được xã hội chú ý trong lĩnh vực, ngành nghề cụ thể theo quy định của chính phủ, hoặc sở hữu tài khoản mạng xã hội trên nền tảng xuyên biên giới có số lượng người theo dõi, đăng ký từ 500.000. Hoạt động của người truyền tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng phải tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo và quy định về tính năng, chất lượng hàng hóa dịch vụ. Người quảng cáo phải có hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, cá nhân có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và phải được tổ chức, cá nhân đó đồng ý, xác nhận vào nội dung quảng cáo trước khi thực hiện. Khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ trên mạng xã hội, người quảng cáo phải có bằng chứng cụ thể về việc trực tiếp sử dụng sản phẩm. Tại dự thảo tờ trình, cơ quan soạn thảo cho rằng hoạt động quảng cáo đang phát triển mạnh mẽ. Nhiều người lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của phương tiện quảng cáo, đặc biệt là mạng xã hội, để truyền tải nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Hình thức quảng cáo thông qua những người có ảnh hưởng gây tác động lớn đến xã hội. Nhiều người dùng mạng xã hội, đặc biệt là các nghệ sĩ nổi tiếng giới thiệu, mời chào, quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, gây bức xúc cho đông đảo người tiêu dùng, cơ quan soạn thảo nêu. Tuy nhiên, luật quảng cáo hiện hành không quy định quyền và nghĩa vụ của người truyền tải sản phẩm quảng cáo, mà chủ yếu tập trung vào trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Do đó, người nổi tiếng chưa chịu chế tài hoặc ràng buộc khi truyền tải quảng cáo không đúng sự thật. Vì vậy, dự thảo hướng đến yêu cầu người truyền tải sản phẩm quảng cáo phải đã tìm hiểu, sử dụng sản phẩm đó và có trách nhiệm về nội dung mình cung cấp. Theo luật sư Nguyễn Tiến Lập, trách nhiệm của nghệ sĩ ở hai trường hợp này khác nhau. Khi tham gia quảng cáo với tư cách diễn viên làm theo kịch bản, nghệ sĩ không phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả xảy ra. Còn với trường hợp nghệ sĩ giới thiệu sản phẩm trên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, cá nhân nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hành vi quảng cáo của mình. Nếu quảng cáo sai sự thật, họ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Đọc nội dung luật quảng cáo của chúng ta, tôi thấy nó đáp ứng được yêu cầu chung như luật quảng cáo ở các nước có nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, ở đây khi có tình huống xảy ra, điều chúng ta cần đặt ra là trách nhiệm pháp lý phát sinh từ luật quảng cáo hay các luật tức là chúng ta có thể sử dụng công cụ pháp lý khác ngoài luật quảng cáo để quy trách nhiệm. Ông Nguyễn Tiến Lập chia sẻ, tôi nghĩ chúng ta đã có công cụ đầy đủ rồi, vấn đề là cơ quan chức năng có theo dõi, kiểm soát được không. Nhưng có lẽ đầu tiên đáng trách chính là những người tin vào các nội dung quảng cáo một cách đơn giản và làm theo.
nạn nhân, người tiêu dùng bị gây nhầm lẫn, có quyền khởi kiện và các khuôn khổ pháp lý cho cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, xử phạt, khỏi kiện hay bồi thường thiệt hại đã có rồi. Ông Nguyễn Tiến Lập nói tiếp, có những nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo rất nhiều loại, từ thận, khớp đến đái tháo đường, khiến nhiều khán giả bức xúc, không biết đâu là thật, đâu là giả. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tờ trình gửi Bộ Tư pháp thẩm định về đề nghị xây dựng luật quảng cáo sửa đổi, có đề xuất bổ sung một số điều như quy định, người truyền tải quảng cáo có tầm ảnh hưởng khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về việc sử dụng hàng hóa dịch vụ trên mạng xã hội thì phải có bằng chứng cụ thể về việc trực tiếp sử dụng sản phẩm đó. Ông Nguyễn Tiến Lập cho biết, việc phải công khai sử dụng mặt hàng gì hay những thông tin trong khuôn khổ cá nhân là xâm phạm quyền riêng tư. Điều này hơi quá, ông Nguyễn Tiến Lập khẳng định, trong khi chúng ta muốn thực thi luật này thì chúng ta lại vi phạm một luật khác. Trường hợp này chúng ta chỉ cần nghệ sĩ cam kết cung cấp thông tin đúng sự thật về sản phẩm, chứ không cần nói đã dùng hay không. Việc nghệ sĩ nói đã dùng sản phẩm hay gây ấn tượng đã dùng sản phẩm thì không phán xét được. Tôi nghĩ các nghệ sĩ cần ý thức về trách nhiệm và danh tiếng của mình trong quảng cáo. Điều đó đặc biệt quan trọng. Gần đây, vì một số nghệ sĩ không để ý điều đó nên cần có sự chấn chỉnh. Nhưng để thực hiện việc ấy, tôi nghĩ nên thông qua các đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp sẽ có hiệu quả hơn. Chi tiết này cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đánh giá sao về việc quy định luật quảng cáo cho người nổi tiếng? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.